Chào mừng các bạn quay trở lại với Top Sao Hoa, và như thường lệ ngay sau đây sẽ là những tin tức tổng hợp thú vị có trong ngày. Trong làng giải trí Hoa ngữ thì Địch Lệ Nhật Ba là mỹ nữ tân cương gây được tiếng vang nhất nhờ visual xuất sắc. Cả nhan sắc lẫn body đều hoàn hảo. Cô nàng lấn lướt cả đàn chị Đồng Lệ Á cùng hai đồng nghiệp là Cổ Lực Na Chat và Mạch Địch Na khi giành được rất nhiều sự quan tâm chú ý từ phía người hâm mộ. Trong khi đó thì một mỹ nhân khác bất ngờ nổi lên với danh xưng đối thủ nhan sắc của Địch Lệ Nhật Ba là Capni Khắc Tư cũng gây được ấn tượng mạnh khi xuất hiện trong một show truyền hình. Tuy nhiên khi xem lại ảnh của hai mỹ nhân này, người hâm mộ nhận ra chỉ trong vòng 2 năm ngắn ngủi, nhan sắc của cả hai nghệ sĩ đều xuống dốc không phanh, nhiều lần khiến CNET thất vọng. Thứ nhất, Địch Lệ Nhật Ba. Năm 2018, Địch Lệ Nhật Ba gây sốt với hình ảnh cực kỳ xinh đẹp khi có mặt tại hàng ghế đầu một sự kiện quốc tế. Visual hoàn hảo tựa nàng công chúa kiêu kỳ bước ra từ truyện cổ tích đã khiến tên tuổi của cô nàng lẫy lừng khắp châu Á. Trên mạng xã hội và các diễn đàn từ Trung, Hàn cho tới Việt, người hâm mộ dành rất nhiều lời khen có cánh cho nữ diễn viên. Năm 2018 là năm nhan sắc của Nhật Ba gây chú ý và cũng là thời điểm lên hương nhất. Cô nàng xuất hiện trong vô số sự kiện lớn nhỏ và dần trở thành đối thủ nhan sắc đáng gờm với dàn mỹ nhân Cbiz. Năm 2018 cũng là năm mà Nhật Ba trở thành nữ thần Kim Ưng, nhận trọng trách múa mở màn tại sự kiện. Nhan sắc của cô nàng một lần nữa khiến cả Weibo phải choáng ngợp trong từng khung hình. Cứ thế thì nữ diễn viên tam sinh tam thế oanh tạc loạt tạp chí trở thành mỹ nhân đất show và sự kiện của Cbiz. Vậy nhưng sau 2 năm, Nhật Ba bắt đầu xuống sắc không phanh. Mỗi lần dự sự kiện, nữ diễn viên lại muối mặt về những khung hình tiết lộ nhan sắc thật sự lộ dấu hiệu lão hóa, không còn giữ lại được nét thanh xuân như ngày trước. Thứ hai, Capni Khắc Tư. Chẳng kém gì Nhật Ba, Capni Khắc Tư cũng có một năm 2018 bùng nổ chỉ với tiết mục múa và tháo mặt nạ. Sau một đêm thì profile của cô nàng được dân tình săn tìm khắp mọi nơi. Trong lúc được công chúng chú ý nhất, Capni Khắc Tư lại không có bất cứ một sản phẩm phim ảnh, ca nhạc, thậm chí là tham gia show truyền hình nào. Người đẹp chỉ xuất hiện trong một hai sự kiện nhỏ lẻ và rồi lại biến mất một cách khó hiểu. Bẵng đi 2 năm, Capni Khắc Tư bất ngờ trở lại showbiz bằng một dự án phim đóng cùng mỹ nam Trần Lâm Nông. Vậy nhưng tại thời điểm comeback thì mỹ nhân tân cương gây thất vọng tràn trề vì nhan sắc đi xuống, gương mặt lộ nhiều khuyết điểm, làn da bắt đầu có dấu hiệu lão hóa và trẻ sệ. Nhìn những tấm ảnh này thì ai cũng phải tiếc nuối cho một nhan sắc từng làm mưa làm gió mạng xã hội suốt một thời gian dài. Capni Khắc Tư bỗng trở nên già nua, lộ dấu hiệu lão hóa rõ rệt dù mới chỉ có 24 tuổi. Chúng mình là Top Sao Hoa và bạn đừng quên like, share cũng như subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!